Có luôn hả? Đâu để coi kỹ lại coi số tiền là phạt bao nhiêu đây. Không 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 thấy số tiền bị phạt. Nhưng mà anh biết cái nghị định mới bây giờ là nó phạt là rất là nặng vậy, bây giờ cái cộng là... ra mình cũng không rõ nữa, tại mình cũng đâu có đọc báo đài đâu biết. Tại cũng không rõ nữa, bây giờ lần này là lần đầu thôi. Giờ phạt chỗ này phải chịu thôi chứ biết sao vậy. Tìm đọc nghị định 100 tổ mới ra được có mình bị nồng độ cồn bao nhiêu và cũng phạt bao nhiêu vậy? Nghĩ phạt chỗ này có vẻ nó hơi nặng. Bây giờ phạt giam xe 7 ngày thì lấy xe đâu đi làm. Rồi phạt không, ở đây không biết phạt bao nhiêu, nhưng mà nếu mà lần đầu thì phạt nhẹ nhẹ thôi. Phạt chỗ này giờ lấy xe đâu đi làm. Để sau cái lần này á, là mình có nhậu đi xe máy hay không, mà làm mình xử lý như thế nào ạ? Nếu mà sau lần này thì chắc là không thôi. Tại bây giờ trước giờ mình thì cứ cuối năm công ty mà công ty tổ chức nhậu thì mình cứ nhậu vui thôi, anh em nhậu vui thôi, chứ giờ không nhậu thì cũng kỳ lắm. Thì thôi giờ chịu phạt thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Ví dụ như lần sau á là mình lỡ nhậu mình đi xe máy hay là mình đi xe công cộng, còn hoặc là mình đi xe máy thì mình không nhậu, như sau này mình xử lý như thế nào? Cái nhà xa quá thì thôi chắc khỏi nhậu đi. Khỏi nhậu là tốt nhất. Thì nếu mà nghị định mới thì lần đầu tiên hoặc gì đó thì thôi nhẹ nhẹ thôi. Chứ cái này nặng quá. Anh nhớ cái mức qua là 4 triệu rưỡi á. 4 triệu rưỡi lần hả? Ờ, đúng rồi. Thì thôi chắc tôi bỏ chiếc xe luôn, xe tôi khoảng chừng 5 triệu chứ mấy. Thật sự luôn á, xe tôi khoảng 5 triệu tôi bỏ xe luôn á. Nặng quá. Anh có kiến nghị gì không? Nếu mà lần đầu thì nhẹ nhẹ thôi, lần sau thì phạt nặng sau cũng được, nhưng mà nếu mà lần đầu thôi trong quá trình 2-3 lon vậy. 2-3 lon phải không á? Nặng quá. Nói chung nếu mà cái lần ra quân đầu tiên thì nên thôi vui xíu để cho người ta biết, người ta ấy thôi, chứ còn bây giờ phạt nặng chỗ này quá mệt. Quan đến cái nghị định mới về cái việc mà luật phòng chống tác hại rượu bia 2019 có hiệu lực từ 1/1/2020, thì hôm nay thì lực lượng chức năng cũng triển khai tiếp tục cái việc mà kiểm tra nồng độ cồn để mà đảm bảo cái việc an toàn cho người dân. Thì như hôm nay thì quá trình kiểm tra thì anh có nồng độ cồn khi mà điều khiển phương tiện rồi, thì đối với cái quy định mới này anh có cái ý kiến gì? Chung cái này thì tốt thôi, đâu gì đâu mà xấu, nhưng mà mình nghĩ nếu mà lần đầu tiên thì đến nhẹ nhàng xíu thôi, chứ bây giờ giữ xe rồi phạt kiểu này thôi chứ chắc tôi bỏ xe luôn á. Nhưng mà mình có nhận thức được cái việc mà uống mình quá nhiều rượu bia thì nó sẽ gây nguy hiểm cho mình khi mà điều khiển phương tiện hay không? Có chứ, thường ngày nhậu 9-10 lon bia là bình thường, nhưng mà bây giờ tôi chỉ uống có 2-3 lon bia thôi vẫn chắc bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ vào đo nồng độ cồn thì nó là quá mức. Với cái mức phạt nó cũng tăng cao hơn so với ngày trước, như vậy thì anh đã nắm được những cái mức phạt mới này chưa? Cũng không rõ nữa, tại tôi cũng ít xem báo đài lắm, ít xem. Vậy là sau này thì mình có rút kinh nghiệm trong cái việc mà bây giờ thì rất nhiều các phương tiện trong quá trình để mà mình di chuyển, xe ôm công nghệ rồi xe ôm truyền thống để mình di chuyển nó an toàn hơn, thì mình sau cái trường hợp này thì mình sẽ rút kinh nghiệm hay không để trong di chuyển đảm bảo an toàn tính mạng của chính mình? Thì nói chung là tốt nhất sau này khỏi nhậu nhẹt nữa là được. Khỏi nhậu nhẹt, đi ăn uống thôi, đi ăn thôi rồi về. Và nhậu thì nhậu ở nhà đúng không? Nói chung là tốt nhất là đi chỉ ăn thôi, tại nhậu ở nhà thì thôi khỏi nhậu luôn đi. Tại nhậu nhà đâu vui đâu, bạn bè nó cũng chả tới, chủ yếu ra quán xá rồi. Chứ bây giờ nếu mà bây giờ cấm thì thôi khỏi nhậu, đi ăn thôi. Rồi, cảm ơn anh nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ làm theo hướng dẫn của cán bộ này nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình không có nồng độ cồn. Dạ. Anh cũng chưa có nắm rõ, tại vì anh đi tập thể dục hàng ngày á, anh cũng không theo dõi cái vụ nồng độ cồn gì hết.
nhưng mà anh cũng có nghe người ta sẽ nói là mức án kỳ này là phạt nồng độ cồn là rất là cao. Anh chỉ biết vậy thôi, nhưng mà anh chưa có nắm rõ. Hôm nay anh muốn biết tụi em muốn nói như thế nào. Nếu mà phạt thì anh cũng phải chấp nhận. Nếu mà đi xe mà không đội nón hay là anh này kia vậy đó, là anh cũng phải chấp nhận. Phạt là phải đúng theo mức, để cho mọi người dân phải có ý thức. Ví dụ nhờ em ăn nhậu đi, thì em đi xe, em chờ, nhờ người chở, hay là người chở là không uống rượu, dứt khoát. Chính con anh lái xe cũng vậy, anh dứt khoát không nhậu nha, là không nhậu. Đúng rồi. Không ok. Điếm từ từ, khi nào kim điếm thì anh hãy bắt đầu điếm nha. Rồi anh bắt đầu điếm đi anh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi được rồi, mình coi kết quả của mình nè. Rồi, kết quả của anh là không có nồng độ cồn. Cảm ơn anh. Khi đếm bắt đầu đếm. Khi nào kim điếm thì anh hãy điếm nha. Rồi anh đếm đi anh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi rồi, mình coi kết quả của anh. Rồi, anh không có cồn. Cảm ơn anh. Tắt. Chào là rồi em bắt đầu đếm đi em. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bây giờ cảm ơn em. Coi kết quả của em nha. Kết quả của em là không có cồn nha. Là thực hiện cái chỉ đạo của ban đốc cũng như ban chỉ huy công an quận 1 về cái thành lập các cái tổ 363 trên địa bàn. Thì qua một năm hoạt động của tổ 363 bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 2018 đến nay, thì cái hiệu quả nó là đạt được rõ rệt trên địa bàn quận 1. Chúng tôi hàng ngày đó thành lập 3 cái tổ hỗn hợp bao gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát ma túy, và cả với cái lực lượng của hình sự của công an phường cũng là vẫn bám theo. Qua đó là qua cái mà một năm thực hiện đó, là trên địa bàn mà hồi trước thì các anh cũng thấy rồi đó, đã các cái băng nhóm hoạt động công khai trên địa bàn của quận 1, thì bây giờ là từ ngày mà 363 ra đời này thì đã hạn chế đến mức thấp nhất, cũng như là mang tính răn đe được đối với các đối tượng mà hoạt động công khai trên đường phố, như là cướp giật, cũng như là các băng nhóm mà hoạt động công khai thanh toán này kia là trên đường phố. Và cũng đạt kết quả đó là cũng thể hiện qua cái mà kết quả mà công tác, thì qua một năm thì rất là nhiều cái vụ việc như là kiểm tra bắt với các cái đối tượng mà có tàng trữ trái phép chất ma túy, ngay cả si sa bóng cười những cái đó, rồi hoặc là những cái đối tượng mà sử dụng cái vũ khí nóng như là súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn bi, và mang cái mã tấu cũng như là cái gậy ba khúc để mà hoạt động trên đường phố đó. Thì và ngoài cái những cái công tác mà như vậy thì các cái tổ 363 còn hỗ trợ cho các cái đội nghiệp vụ kiểm tra thêm các cái quán bar, vũ trường hoặc là các cái những công tác khác do chỉ huy quận phân công. Nó là nhìn chung là nó hoạt động rất là cơ động, và qua đó thì nó cũng giảm rất là sâu cái tỷ lệ mà hoạt động tội phạm công khai trên đường phố của địa bàn quận 1. Thực hiện cái nghị định 100 cũng như là luật về cái tác hại của rượu bia đó, cũng như là và bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì là cái nghị định 100 nó ra đời và thay thế cái nghị định 46 của chính phủ. Thì qua thực hiện cái chỉ đạo của cấp trên về cái thực hiện chuyên đề về đo nồng độ cồn là hoặc là các cái mức xử phạt về giao thông là tăng rất là nặng, và trong đó là cái như các anh thấy là công an quận 1 đã thực hiện cái kế hoạch là phối hợp với các lực lượng, không những với lại của cảnh sát giao thông không, mà có cả về phường, về cả ma túy, để mà khi nào mà mấy mình khi mà nghi vấn là mình vẫn test luôn cả về ma túy nữa chứ không phải đấy. Và đặc biệt được sự cái quan tâm của các cấp các ngành trên địa bàn 1, thì chúng tôi đã được trang bị những cái máy mới nhất, hiện đại nhất về cái đo về nồng độ cồn á, và thực hiện như anh thấy là thực hiện theo cái đo nồng độ cồn theo chuẩn quốc tế đã được các cái chuyên gia của cảnh sát Úc người ta là tập huấn cho chúng tôi, và chúng tôi đã thực hiện xuyên suốt, và đặc biệt là các ngày thứ 6, thứ 7 trong tuần đó, là nhờ từ bữa ngày 1 nay đã thực hiện cái công tác đó, thì chúng tôi đã xử lý rất là nhiều các cái trường hợp mà nhưng mà
khi mà đo nồng độ cồn, như các anh thấy tối nay thì là có hai trường hợp thì là người ta đã dính nồng độ cồn thì là được cái mức phạt đó là bây giờ là rất là nặng. Mà theo cái nghị định 100 thì cái mức phạt như vậy thì mang tính răn đe nhiều hơn với những cái người mà thường xuyên uống rượu bia. Song song đó, những cái khó khăn thì là chúng tôi có ví dụ như là khi mà kiểm tra những cái có người ta biết cái ý thức được cái mạng sống của người ta, ý thức được cái việc chấp hành pháp luật, thì còn có những người là khi mà mình nói vô là người ta vẫn là không chấp hành, cũng không hợp tác với lực lượng công an để mà đo, là còn có những cái người ta đổ lỗi này lỗi kia. Tuy nhiên chúng tôi các trường hợp đó chúng tôi vẫn là kiên quyết xử lý và phối hợp với lại công an địa phương và đưa về là vẫn phải là xử lý. Thì báo các anh này qua được sự quan tâm của ủy ban quận 1 cũng như là sự chỉ đạo của ban chỉ huy công an quận thì chúng tôi đã được trang bị mới là 3 cái máy đo cồn loại mới nhất. Là cái này là rất là cái loại mà rất là tiện đó. Có thể là trong một giờ chúng ta có thể là kiểm tra được 50-60 trường hợp. Kiểm tra mà dạng như là kiểm tra mà theo cái mình chỉ đạo tài xế nó chạy tới thì mình chỉ cần là cho người ta nói đếm từ 1 đến 10 thôi. Ví dụ như những người trường hợp nào mà người ta đã uống bị rượu bia rồi á, thì lúc đó chúng tôi sẽ là mới mang qua một bên, là lúc đó cho người ta cầm cái ống thổi vào thì lúc đó nó thể hiện trên cái đó là in ra luôn. Chứ còn những hồi xưa là có được trang bị những cái máy rất là cũ rồi cho nên là cái hiệu quả nó không cao. Và thường thường là trong một cái khi mà chúng tôi là tổ chức cái đo nồng độ cồn này là báo anh là cái phải huy động và một cái lực lượng gọi là phối hợp hơi là bị nhiều. Tại vì nó có liên quan đến các mặt khác nữa, chứ không phải là cồn nữa. Ngoài cái kiểm tra cồn về những đối tượng nó cũng có ma túy hoặc là những đối tượng chống đối thì chúng tôi phải là hỗ trợ. Và cả cái lực lượng 36A chúng tôi là sẵn sàng hỗ trợ cho các cái tổ đo nồng độ cồn. Có cái mà chứ còn cái mà tuy nhiên là xong cái địa bàn quận 1 là theo nếu mà chúng ta mà đo theo cái chuẩn mà như các anh thấy là chuẩn mà quốc tế được tập huấn thì là phải kiếm những cái tuyến đường, đặt ra những cái tuyến đường mà cái địa điểm nào thường xảy ra mà tai nạn giao thông hoặc là cái điểm đen hoặc là những cái mà gần những cái quán xá mà thường xuyên như vậy thì kiểm tra. Nhưng mà tuy nhiên là cái khi mà mình đặt cái điểm mình phải là cũng bố trí là chiếm một cái diện tích rất là lớn trong cái mặt đường, cho nên là qua đó cũng có cái sự mà phản ứng của người dân. Có một số người ta nói là các anh làm vậy thì ra đó thì nó chiếm cái mặt đường, nhưng mà người ta không hiểu là mình thực hiện cái nhiệm vụ đó là để mà kéo giảm cái tai nạn giao thông hoặc là đảm bảo cái sai phạm của người ta để mà người ta ý thức được cái mạng sống và đảm bảo an toàn cho những cái người dân xung quanh nữa. Tuy nhiên là qua cái này đó là các cũng nhờ một mặt là chúng tôi thực hiện cái công tác tuyên truyền rồi, nhưng mà tuy nhiên là nhờ các cơ quan truyền thông thì các anh sẽ là tuyên truyền mạnh hơn nữa ấy nữa để mà cho người dân người ta ý thức được cái mức phạt như vậy để mà người ta có cái tính răn đe để mà người ta chấp hành. Chứ bây giờ mà có những người như mấy anh thấy á, là vừa rồi kiểm tra độ cồn cái anh này là ảnh còn nói là phạt 5 triệu thôi bỏ xe luôn, tôi bỏ xe đúng không? Thì đó thì có anh nhờ các anh trong truyền thông á, thì cũng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa trong cái đó, có gì phối hợp với lực lượng cảnh sát. Áo là tùy thí dụ như là cái mức mà mình đo được có người ta bao nhiêu, có thể là trường hợp mà thấp thì có thể là tước giấy phép lái xe. Như các anh thấy cái trường hợp hồi nãy đó là tước giấy phép lái xe là 11 tháng và trường hợp cao là có thể là tới 20 mấy tháng là vẫn là nhiều. Rồi còn phạt đó, nãy là như là cái nếu mà không quét ba năm nào nãy là quét phạt là từ 4 triệu đến 5 triệu là 4 triệu rưỡi rồi, và có những cái mà trường hợp mà cao nhất thì cũng phải là phạt là rất là nhiều nữa. Còn ngoài ra cũng bị pháp phụ là cũng phải giữ xe hoặc là tước giấy phép, mà tước giấy phép rồi thì là cũng không có thể là những cái tài, đặc biệt là những cái tài xế ô tô là những người là có công an việc làm rồi là nên cẩn thận cái đó. Tại vì cái nồi là tước giấy phép lái xe giống như là mình tước cái nồi cơm của mấy anh đó, cho nên mấy anh đó là cũng phải là bắt tài đó là cũng phải có xem lại mình, mà không để uống rượu bia trong giờ làm việc đó thì nó sẽ hay hơn. Dịp Tết đến xuân về rồi thì cùng với hòa không khí cả nước thì là cái tổ 36A của công an 1
vẫn là thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường trung tâm và các tuyến đường phức tạp về an ninh trật tự như nãy các anh chị đã thấy rồi. Thì thực hiện cái kế hoạch cao điểm thì chúng tôi cũng tăng cường hơn nữa là trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, đảm bảo cho bà con được vui chơi an toàn. Tết đến rồi nhưng mà uống ít, mà uống là đi xe máy taxi chứ không có đi cái ghê là mà bị đo nồng độ cồn nữa, là phạt rất là nặng. Với vai trò là người đầu của lực lượng cảnh sát giao thông của công an quận 1 thì cũng năm Tết đến xuân về thì cũng là có cái lời mà cũng không là ấy, mà chúc cho tất cả những cái bà con trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh mà đến địa bàn quận 1 vui chơi thì lúc nào cũng tinh thần sảng khoái và không có dính đến vấn đề mà rượu bia để mà cho hạnh phúc nó tăng cao hơn thôi. Chứ còn ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông trật tự của công an quận 1 và cùng với các lực lượng khác của công an quận 1 và công an thành phố thì chúng tôi đảm bảo cái lực lượng, cái quân số mà thực hiện tất cả các cái nhiệm vụ đảm bảo về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp cuối năm.